Check it out. Boy, thứ sáu thứ bảy chủ nhật mưa như chó ở trong Vinh, mơ màng nửa say nửa tỉnh, thình lình biết được tình hình là thành phố Huế mộng mơ. Dr. Quang gọi đến tên mình, định thứ hai lên hình nhưng có những thứ xảy ra ngoài dự tính. Thứ ba gãy, thứ tư chân tao bước chấm phẩy, thứ năm mồm thổi ra bong bóng chân đi về theo kiểu xoắn quẩy. Tối thứ sáu ra Hà Nội, về Hà Nội là không thể vội, tắm rửa kỳ cọ mình mẩy nằm chồng mong đợi đến thứ bảy. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ bước chân vào cipher, thấy mình giống như là Huy hay thằng nào đó trong Street Fighter. One mic, one voice, one camera, one style, cho bọn mày chưa kịp tỏa sáng thì hình bóng đã theo nhau phai mờ. Rap là thể thao cho nên bọn mày cứ để tao, cửa đi ra ở đằng kia bọn mày cứ tự nhiên như lúc bước vào. Thích phát là nhích, không lick kick nhưng mà lyric vẫn như ao chích. Tại sao hết tờ vẫn thích? Bởi vì nó đau nhưng mà nó kích thích. Nhìn lên trên video trông tao hơi bị béo, tao hơi bị béo nhưng mà lưỡi tao lại hơi bị khéo. Tao đưa lên đưa xuống, đánh sang ngang hay là vắt chéo, nói có làm những gì mà tao cảm thấy thích và đéo. Yo, calling out crazy noise.